Trong những bài kỳ trước, chúng ta đã học xong toàn bộ của thủ trọng. Bữa nay chúng ta sẽ học của bộ khác. Thì bộ mà chúng ta học ngày hôm nay, quý vị đoán thử xem chúng ta sẽ học bộ nào? Bộ thổ. Đầu tiên về thủ trâm, chúng ta học thổ. Thì bây giờ học xong tất cả các hành thổ, kim, thủy, thử, mộc, hỏa, thì bây giờ chúng ta trở lại cái thổ. Nhưng mà về túc trâm, bây giờ tôi ôn lại trước khi học về túc trâm của bộ thổ. Thì bây giờ tôi ôn lại cái bộ thổ để xem quý vị nhớ được tới đâu nha. Về thủ trâm, chúng ta có mấy âm thổ, mấy âm của thủ trâm? Ba âm. Âm thứ nhất là gì? Tâm, phải không? Kinh tâm, phải không? Kinh tâm này tên của nó là gì? Thủ gì tâm? Thủ thiếu gì? Thủ thiếu âm tâm kinh nha. Ở đây là thiếu âm. Rồi đến cái âm gì đây? Đến cái âm gì? Tâm bồ lạc, phải không? Tâm bồ lạc tên gì nè? Thủ quyết âm tâm bồ lạc. Kinh âm nữa tên gì? Thái âm. Thủ thái âm. Tên gì? Phế. Tên phế thái âm. Ba cái kinh âm này điểm đặc biệt của nó là gì? Ly tâm, ý hướng tâm. Trả lời ít quá, quên hết bài. Ly tâm. Ba cái kinh này là ba kinh âm ly tâm nha. Rồi bây giờ chúng ta ở thủ, chúng ta còn ba kinh gì? Ba kinh dương. Ba kinh dương. Ba kinh dương của nó tên gì nào? Kinh dương ở đây là đại trường. Đại trường kinh, tên chọn kinh của nó là gì? Thủ gì? Thủ gì? Thủ Dương Minh Đại Trường. Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh. Kinh tiếp theo là kinh Tam Tiêu. Kinh Tam Tiêu, tên chọn kinh của nó là gì? Thủ Thiếu Dương. Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Và kinh chót là kinh gì? Tiểu Trường. Là về Thái Dương Kinh, tức là Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh. Nhớ bài chưa? Ba kinh dương này, cái điểm đặc biệt của nó là gì? Ly tâm. Ly tâm. Ly tâm. Nó chỉ có hai chiều, chiều ly tâm với chiều hướng tâm. Hướng tâm. Cả hai nhóm đều trả lời đúng hết. Ly tâm, hướng tâm, ly tâm, hướng tâm. Cái nào? Hướng tâm. Hướng tâm. Hướng tâm. Kinh âm đi từ dưới đi lên. Ở chân thì là hướng tâm, ở tay thì là ly tâm. Đây là ba kinh âm ở tay cho nên nó ly tâm. Ở kinh dương thì đi từ trên đi xuống, nó đi từ thủ đến túc. Ở thủ là hướng tâm, ở túc là ly tâm. Ôn lại bài vậy nó mới nhớ. Rồi chúng ta học xong thủ trâm, bây giờ tôi hỏi tiếp này. Tôi hỏi tiếp kinh âm, cái điểm đặc biệt nữa của kinh âm là gì? Khí và huyết của nó là sao? Kinh âm khí nó nhiều hơn huyết. Kinh âm khí nó nhiều hơn huyết. Kinh dương thì sao? Kinh dương huyết nó nhiều hơn khí. Chúng ta xem nào.
chúng ta xem nha. Nói về vấn đề âm dương, tôi nói lại nha khí và huyết. Chúng ta thấy có ba bộ, ba độ ấm mà sơ án, trung án và trọng án. Nếu ở độ sơ án mà mặt nó có mặt thì nó nói lên cái gì? Ở độ sơ án là mặt của khí. Mặt của khí, độ sơ án là mặt của khí. Độ trọng án là mặt của huyết. Nha. Ở độ trọng án là mặt của huyết, ở độ sơ án là mặt của khí. Ở độ trung án là gì? Là độ quân bình liên lạc giữa âm và dương. Nếu nó liên lạc được với nhau thì lực trung án nó có. Nếu nó liên lạc không được thì lực trung án không có. Đây là cái điểm căn bản. Tôi nói lại. Mặt đi trầm tức là mặt của huyết. Mặt đi phù tức là mặt của khí. Nó chứng minh được khí nó như thế nào và huyết nó như thế nào. Còn kinh âm thì khí của nó nhiều hơn huyết. Kinh dương, huyết của nó nhiều hơn khí. Tại sao kinh âm khí nó nhiều hơn huyết? Mặt đi trầm thuộc âm, tức là thuộc huyết. Chúng ta sử dụng kinh âm để cho huyết nó đi lên, khí nó nhiều hơn nó mới dẫn huyết được. Tôi lấy thí dụ mặt đi mặt phục, tức là mặt ở độ 12 hạt đậu. Mặt ở 12 hạt đậu tức là mặt đi phục. Muốn giải cái phục này chúng ta sử dụng kinh âm để cho nó. Tại sao mặt nó đi phục nè? Bởi vì mặt của nó không đủ khí, huyết nó nhiều, nó quá nhiều đi, thành ra mặt nó đi phục, sát xương ở dưới. Bây giờ chúng ta cần phải có đẩy cái lực phục nó đi lên thì chúng ta sử dụng kinh âm. Kinh âm là khí nó nhiều hơn huyết, nó mới đẩy cái huyết nó đang đi phục. Thành ra chúng ta sử dụng kinh âm là tác dụng như vậy. Quý vị nhớ nha, kinh âm tác dụng chính của nó là khí nhiều hơn huyết. Kinh dương khí, huyết nó nhiều hơn khí. Mà nó đi phù chứng tỏ khí nó đang nhiều. Mặt đi phù tức là khí nó hiện hữu. Bây giờ nó đi quá nhiều đi, tức là nó đi theo cái dạng thực và hư, hư và thực, phù hư và phù thực. Cái hư thực tôi giảng rồi. Mặt đi thực tức là gì? Mặt đi thực tức là gì? Mặt đi hồng, phù hồng, phù hữu lực là mặt đi thực. Mặt đi thực tức là mặt đi hữu lực. Mặt đi vô lực là mặt đi hư, mặt đi tán. Như vậy, dù hữu lực hay là dù vô lực, dù hồng hay là hư hay là tán, chúng ta sử dụng kinh dương để làm gì? Để cho cái phù này nó giảm đi, nó trở thành huyết. Bởi vì khí mà, khí nó đang hiện hữu, khí nó đang nhiều, khí nó đang dư. Thì chúng ta sử dụng kinh dương, huyết nó nhiều hơn khí. Cho nên muốn cái khí nó đi xuống, chúng ta sử dụng kinh dương. Cái đó là cái nguyên tắc chính. Quý vị hiểu cái này không? Rồi, bây giờ tôi hỏi tiếp một đoạn nữa nè. Ôn lại bài thôi nha. Chúng ta sử dụng thổ, tức là tâm, học rồi, tâm, tâm bào, phế, đại trường, tâm tiêu, tiểu trường. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái kinh phế này nó đối với đại trường nó quan hệ là như thế nào? Biểu lý. Kinh phế nó quan hệ với tam tiêu như thế nào? Kinh phế nó quan hệ với tiểu trường như thế nào? Kinh phế nó quan hệ tâm bộ lạc như thế nào?
Tư thế nó quan hệ với anh tâm như thế nào? Ua hết rồi. cái này là tôi vẽ như thế này á, tôi vẽ hình như thế này á, quý vị sẽ khó tính lắm. Tôi sẽ vẽ như này quý vị sẽ thấy rõ này. Trở lại cái bộ mặt này. Phế nằm đây. Ở bên này nó là kinh gì? Tâm Bồ Đề. Ở bên này nó là gì? Tâm. Ở trên này nó là gì? Đại trường. Ở đây nó là gì? Tâm tiêu. Ở đây nó là gì? Tiểu trường. Tôi vẽ như thế này quý vị sẽ thấy rõ. Mà tôi để như thế này quý vị ú ớ liền. Chúng ta xem. Phế đối với tâm bào. Phế đối với hành tâm bào nó là cái gì? Nó là cùng một hệ khí. Cùng một hệ khí nè. Đi lên nè. Cái anh này thuộc kim. Anh Phế này thuộc kim. Cái anh tâm bồ lạc thuộc hỏa. Cái anh tâm thuộc thử. Nó cùng một cái hệ khí. Thấy rõ chưa? Thì anh Phế đối với anh tâm bào. Anh Phế đối với anh tâm bào cùng một hệ khí. Anh Phế đối với anh tâm như thế nào? Cũng cùng một hệ khí. Phải không? Rồi anh Phế đối với anh đại trường như thế nào? Anh Phế đối với đại trường như thế nào? Tức là hệ tương sinh. Thổ sinh kim. Rồi anh Phế đối với anh tâm tiêu như thế nào? Hệ khác. Anh Phế đối với anh tiểu trường như thế nào? Cũng hệ tương sinh hay hệ phản sinh. Thử sinh. Sinh mộc, kim sinh thủy, vân vân. Phải không à? Vẽ như vậy quý vị sẽ thấy rõ ngay. Quý vị quen cái này rồi. Bây giờ chuyển qua cái này. Cái quý vị dòm tôi dòm quý vị. Đó. Thành ra sử dụng thủ châm là nó liên hệ đến tất cả các kinh khác. Quý vị nắm chỗ này chưa? Rồi bây giờ chúng ta đến phần túc châm nha. Tôi bôi đi nha. Khoan. Cái này là kinh tâm. Bây giờ về túc châm này. Quý vị xem. Túc châm, chúng ta có tất cả mấy kinh thuộc túc? 3, 6. 6 kinh. 3 kinh tâm, 3 kinh dương. 6 kinh thuộc túc. Kinh mà liên hệ với kinh tâm á là kinh gì? Kinh thật. Kinh mà liên hệ với kinh tâm bồ lạc là kinh gì? Kinh căn. Kinh mà liên hệ với lại kinh phế là kinh gì? Tỳ. Ba kinh thuộc túc nó liên hệ với ba kinh thuộc thủ. Rồi ba kinh năm rồi, bây giờ qua ba kinh dương. Ba kinh dương, kinh dương nào liên hệ với đại trường? Vậy kinh dương nào liên hệ với tâm tiêu? Đó. Kinh dương nào liên hệ với lệ tiểu trường? Bàng quang. Cái anh tỳ này đối với cái anh vị như thế nào? Cái anh tỳ này đối với anh tẩm quan hệ như thế nào? Cái anh tỳ đối với bàng quang quan hệ như thế nào? Cái anh tỳ đối với can quan hệ như thế nào? Cái anh tỳ đối với thận quan hệ như thế nào? Chúng ta ngày hôm nay chúng ta học tỳ này, bộ thổ này. Thì như vậy chúng ta phải tìm xem cái tỳ này đối với vị, tỳ này đối với đẩm, tỳ này đối với bàng quang, tỳ đối với can, tỳ đối với thận, nó liên hệ như thế nào với nhau. Vẽ như thế này thì quý vị sẽ bị rối, nhưng vẽ cái bộ mặt ra thì quý vị sẽ thấy rất là rõ. Đó mà. Rồi bây giờ nắm được cái này chưa? Chúng ta đã học xong bộ thủ. Dùng thủ để chữa cho thủ. Dùng thủ để chữa cho túc. Dùng âm, phế là âm, để chữa cho dương. Dùng dương để chữa cho âm. Tất cả nó đều liên hệ một cách chặt chẽ với nhau. Mà chúng ta đã học thủ châm
là một phương pháp chữa dùng tất cả các huyệt ở tay. Đã xong rồi thì bây giờ chúng ta học đến tốc chân, tức là dùng các huyệt ở chân để chữa cho tất cả các bệnh. Quý vị nắm cái này chưa? Huyệt ở chân so với huyệt ở tay nó khó nhận. Chúng ta tuy rằng chúng ta đã học xong rồi nhưng mà nó khó nhận. Thành ra tôi yêu cầu quý vị phải tập dán huyệt ở chân cho thật nhuần nhuyễn. Đừng thấy nó khó mà bỏ, vẫn tiếp tục dán. Quý vị lưu ý nha. Rồi, bây giờ xong hết chưa? Bây giờ tôi bôi nha. Bây giờ chúng ta nói đến cái an tỳ nè. Ở bên này là hành gì? Một. Ở bên này là hành gì? Thủy. Thủy. Bên này hành gì? Hỏa. Hỏa. Bên này hành gì? Kim. Kim. Bên này hành gì? Thử. Bây giờ chúng ta nói đến cái hành thổ. Thổ châm. Chúng ta chọn tốt châm. Tức là kinh gì ở đây? Kinh tỳ. Chúng ta chọn tốt châm kinh gì ở đây? Can. Kinh can. Chúng ta chọn tốt châm kinh gì ở đây? Thận. Chúng ta chọn tốt châm kinh gì ở đây? Vị. Vị. Chúng ta chọn tốt châm kinh gì ở đây? Bàng quang. Chúng ta chọn tốt châm kinh gì ở đây? Đó. Như vậy chúng ta có 3 kinh tốc thuộc dương, 3 kinh tốc thuộc âm. Kinh tỳ liên hệ với lại can như thế nào? Cùng một hệ huyết. Kinh tỳ liên hệ với thận như thế nào? Cùng một hệ huyết. Anh tỳ thuộc thổ này, anh can thuộc mộc này, anh thận thuộc thủy này. Cái hệ tam giác đi xuống tức là hệ của huyết. Anh tỳ đối với anh hỏa như thế nào? Phản sinh, hỏa sinh thổ. Anh tỳ đối với anh kim như thế nào? Hệ tương sinh, phải không ạ? Thổ sinh kim. Anh tỳ đối với anh thử như thế nào? Hệ xuống khắc. Thấy rõ chưa? Chúng ta dùng kinh âm để chữa cho kinh dương. Chúng ta dùng kinh âm để chữa cho kinh âm. Chúng ta dùng huyết để chữa cho huyết. Chúng ta dùng huyết để chữa cho khí. Chúng ta dùng tốc để chữa cho thổ. Có phải là đại trường ở đây là thuộc thổ không? Hơi lạ, không nhiều người đoàn tu nhé. Dùng tốt để chữa cho thủ. Kỳ trước chúng ta học thủ để chữa cho tốt, bây giờ học tốt để chữa cho thủ, cái ngó tôi à. Chữa được không? Được. Đúng chưa? Dùng âm chữa cho dương, dùng thủ chữa cho tốt. Dùng tạng, cái này tạng là chữa cho phủ. Dùng lý để chữa cho biểu, đổi cái từ thôi mà. Đúng không ạ? Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu coi nghiên cứu thử xem cái thổ như thế nào nha. Anh thổ gồm có hai kinh. Tốc là tỳ, thủ là gì? Đại trường. Bây giờ tôi nói hai kinh này cho quý vị nắm. Nói đến thổ khí, nói đến thổ khí, không phải nói đến thổ kinh nha. Thổ kinh
là chúng ta có dương kinh thổ và âm kinh thổ. Bây giờ nói đến thổ khí, có nghĩa là tổng gom âm và dương, gồm có âm thổ và dương thổ. Thổ khí nha, thổ khí gồm có âm thổ khí và dương thổ khí. Bây giờ nói đến thổ khí, thổ khí nó có ba dạng căn bản. Dạng căn bản thứ nhất là gì? Bình, tức là bình thường đó. Dạng căn bản thứ hai là gì? Mạnh. Dạng căn bản thứ ba là gì? Suy. Cái dạng bình thường của thổ thì nó như thế nào? Con mặt chúng ta sẽ thấy là sao? Thổ mà bình thường bình thường thì chúng ta sẽ thấy mặt bình thường nhá, chúng ta sẽ có hai thể căn bản. Thể thứ nhất là ở đây nó đi càng, hai cái này nó đi khảm. Thể thứ hai ở đây nó đi càng, ở đây nó đi khôn. Hai thể căn bản phải nhớ nha, nên ôn lại bài thôi. Bây giờ nói đến thổ khí, thổ khí mà bình thường thì mặt nó sẽ đi một trong hai dạng này. Đồng thời thổ nó thuộc trì hay sát? Trì. Thổ nó thuộc trì. Mà bình thường, mặt bình thường thì nó đi theo cái dạng nào? Quá chậm không? Thổ mà bình thường không có dư thổ mà không có thiếu thổ thì mặt nó đi như thế nào? Bình thường. Đó đó, mặt bình thường mà tại sao đi trì? Đi trì là dạng bệnh, đúng không? Nếu nó không bệnh thì nó đi bình thường, tức là đi không nhanh và không chậm, đúng không ạ? À? Đúng không? Tức là dạng bình thường thì cái điểm căn bản của nó là nó đi theo hai thể mạch này, đồng thời mạch của nó không đi nhanh và không đi chậm, đó là mạch bình thường của thổ, đúng chưa? Đúng rồi. Nếu phù, nếu mạch đi phù ở thổ nha, chúng ta xem nè, chúng ta xem ở thổ nè, mặt của nó sẽ đi theo các dạng mặt nha. Bây giờ mới đi vào chi tiết bát quái nè: càn, khảm, tốn, đoài, gì nữa, khôn, cấn, chấn và ly. Phần bên này là hữu lực, phần bên này là vô lực. Bây giờ chúng ta xét từng phần một, chúng ta sẽ thấy. Bây giờ nói đến thổ, nếu dạng của thổ nó đi theo càn, một mình cái này thôi nó đi theo càn, thì chúng ta thấy như thế nào? Cái thổ khí nếu mặt ở đây mà nó đi theo càn thì chúng ta mới xét đến cái độ của hạt đậu nha, độ của hạt đậu, phải không ạ? Nếu ở phù nó không ở zero hạt đậu, zero hạt đậu cỡ nào cũng bệnh hết trơn nha, nửa hạt đậu bắt đầu có mặt là ok. Cái căn bản của nó là mặt hữu lực. Mặt hữu lực tức là mặt gì? Nó có sức, nó đi thực chứ không phải đi hư. Ở đây là sơ án, chúng ta thấy ở thổ nó có mặt. Tôi không nói tất cả các khác nha, tôi chỉ nói riêng cái thổ thôi, chúng ta học cái thổ. Nếu như ở đây mà lực sơ án của nó hữu lực, tức là từ nửa hạt đậu xuống cho đến 5 hạt đậu rưỡi,
Độ trung án là độ của 6 hạt đậu. Từ nửa hạt đậu cho đến 5 hạt đậu rưỡi, mặt của nó mạnh như nhau, không giảm, thì cái đó là mặt phù hữu lực. Ở đây tôi nói dạng bình thường nha, bình thường. Tức là chúng ta thấy ở cái thổ ở đây, nếu xét riêng về cái thổ, thì cái thổ ở đây là thổ cục bộ hay là thổ toàn thân? Toàn thân. Ai nói toàn thân đưa tay ra? Ai nói cục bộ đưa tay ra? Tôi mới nói cái thổ ở đây thôi mà, chứ tôi không nói tất cả các thổ khác. Cái thổ ở đây là thổ cục bộ. Cục bộ thôi, chứ chưa nói toàn thân. Toàn thân nói là dạng khác. À, tôi nói cục bộ. Mặt ở đây là mặt thổ, mặt của cục bộ. Mặt ở đây là mặt hỏa ở cục bộ. Mặt đây là mặt kim thuộc cục bộ. Mặt đây là mặt thử thuộc cục bộ. Mặt mộc thuộc cục bộ. Mặt riêng về cái bộ đó là mặt cục bộ. Nhưng mà nói đến cái kinh, kinh đại trường và kinh tỳ, nó không có thổ huyệt. Hợp huyệt của thổ là đại trường. Cái đó nói về vấn đề điều trị. Ở đây nói đến cục bộ thổ. Chúng ta thấy sơ lắm, hữu lực là thổ nó vẫn, cục bộ của nó vẫn hay không vẫn? Nó vẫn, nó hữu lực. Rồi dưới 6 hạt đậu, tức là từ 6 hạt đậu rưỡi cho đến 11 hạt đậu rưỡi, chưa tới 12 hạt đậu. 12 hạt đậu là mặt phục, mặt bệnh. Chưa tới 12 hạt đậu, mới 11 hạt đậu rưỡi thôi. Mà nó hữu lực, thì hữu lực này nó thuộc gì? Thuộc trầm. Phải không ạ? À? Mà trầm mà hữu lực, chắc anh nhất là quý vị ở cái độ 11 hạt đậu rưỡi, quý vị nâng mặt lên. Mà mặt nó đi theo, tức là gì? Hữu lực. Trầm hữu lực. Nhớ nha. Mặt phù hữu lực là từ trên nhấn xuống cho đến trước 6 hạt đậu. Mặt trầm hữu lực là từ 11 hạt đậu rưỡi nâng lên. Mặt vẫn còn chạy theo ngón tay của chúng ta. Cái đó mới gọi là trầm hữu lực. Còn như dưới 6 hạt đậu mà quý vị nhấn xuống từ từ mà mặt vẫn nổi ở ngón tay của chúng ta, nhưng mà nhấc lên nha, nhấn xuống mặt vẫn còn nhảy ngón tay chúng ta đến 11 hạt đậu rưỡi nha, mà quý vị nâng lên mặt không đi theo, cái đó không gọi là mặt hữu lực, trầm hữu lực không gọi, mà mặt trầm vô lực. Quý vị sẽ lưu ý nha, hiểu chỗ này không? Phù hữu lực tức là chân nhấn xuống lực nó đi theo là phù hữu lực, nhưng mà trầm hữu lực là tính từ dưới trung án đưa lên mới gọi là trầm hữu lực, hiểu không à? Rồi thổ ở đây là cục bộ, mặt ở đây thổ của nó vững. Quý vị nên nhớ rằng đại trường nó có hai thể. Thể thứ nhất là thể biểu, thể thứ hai là thể lý. Thể lý của đại trường là gì? Là cái tạng. Cái tạng ruột già của chúng ta đó là cái thể lý. Còn cái thể biểu của đại trường là gì? Là đường kinh. Tất cả các đường kinh mạch của kinh đại trường nó chạy. Cái đó là thể biểu của đại trường. Thể lý của đại trường là ruột già. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái đại trường ruột già này mà đại biểu của nó là kinh đại trường, thì ruột già nó có đủ 6 khí không? Đủ. Cái tỳ, kinh tỳ không có thổ huyệt, nhưng mà cái tạng tỳ, cái tỳ nó có hai thể, thể biểu của tỳ và thể lý của tỳ. Cái lý của tỳ là gì? Là cái tạng tỳ ở bên trong cơ thể. Cái biểu của tỳ là gì? Là đường kinh tỳ, là bên ngoài. Thế thì cái tạng tỳ ở trong cơ thể của chúng ta nó có đủ 6 khí không? Đủ như thường, nhưng mà biểu hiện qua cái kinh tỳ nó không có huyệt thổ. Nó ở cái thể ẩn, không có biểu hiện ở cái thể hiện ra. Chỉ ở đường kinh tỳ không có thổ huyệt. Và kinh đại trường huyệt thổ của nó chính là huyệt hợp.
cái tác dụng của nó quý vị cũng đã nắm rồi. Ở kinh can nó có hai thể, thể lý và thể biểu. Lý của can là tạng can ở trong cơ thể của chúng ta. Là can á, nó có đủ 6 hành không? Nó có đủ 6 khí không? Đủ. Nhưng mà ở kinh can nó không có hành mộc. Hiểu chỗ này không? Hiểu. Nhớ nha. Bây giờ tôi nói lại cái chỗ can thổ nè. Can thổ ở đây mà ta đi khảo, tức là cục bộ nha, thổ cục bộ thôi. Ở đây đi khảo thì nó nói lên cái nét gì? Thổ cục bộ vẫn không? Vẫn. Nó đi tốn thì sao? Tức là cái phần mà dương thổ, phần dương khí là phần khí của thổ là nó đang ở, bệnh của nó là ở dư, dư khí. Phải không ạ? Dư khí, cái này thiếu. Bây giờ nói đến kinh này, nói đến kinh. Bây giờ nói đến khí chứ, tôi nói cái khí. Ở đây là có phải là dương khí của thuộc thổ không? Dương khí thổ nó đang mạnh. Cái dương này của nó là dương nào? Hỏa, kim, thử, cái nào nó mạnh? Nếu cái hỏa mạnh thì nó đi phù. Phải không ạ? Hỏa mạnh đi phù. Nếu cái kim nó mạnh là sao? Nó đi gì? Đi đại. Nếu cái thử nó mạnh thì nó đi gì? Đi nhanh. Phải không? Học rồi. Như vậy cái phù này mà ở đây thì nó sẽ có ba thể. Nếu nó đi phù tức là hỏa nó đang mạnh rồi đó. Phải không? Đây là thể bệnh của khí. Như vậy đại trường của nó là nó dư cái gì? Dư hỏa. Nếu nó kèm theo kim mạch, tức là mạch đó đi gì? Phù mà đi đại, vừa hỏa và vừa kim nó đang hiện hữu ở tại thổ. Như vậy đại trường nó dư cái gì? Dư hỏa và dư kim. Nếu nó đồng thời nó thêm một cái nữa đi nhanh thì sao? Thì đại trường nó dư cái gì? Nó dư gan hỏa, dư gan kim, mà dư cả gan thử nữa. Quý vị hiểu chỗ này không? Ở đây nói về cục bộ. Mà mạch ở đại, mạch ở đại trường mà nó đi theo cái dạng này thì có nghĩa là gì? Đại trường bệnh. Bệnh gì? Đi phù tức là hỏa nó đang tấn công. Đi đại tức là kim đang tấn công. Phù đại tức là kim và hỏa đang tấn công. Phù đại sát là kim và hỏa và thử đang tấn công. Hiểu chỗ này không? Như vậy chúng ta dùng kinh đại trường chữa hay dùng kinh tỳ để chữa? Tỳ. Cũng được. Cái nào cũng được hết. Chúng ta đã học đại trường thì chúng ta đã, chúng ta xài đại trường. Bây giờ chúng ta sẽ học tỳ thì chúng ta dùng tỳ. Dùng âm để chữa cho dương. Dùng dương để chữa cho dương. Hiểu chỗ này không? Tại sao nó đi phù? Bây giờ nói đến đường kinh, kinh đại trường, kinh đại trường mà nó đi phù, tức là nó đi xuống không được, đúng không ạ? Mà tại đây, kinh đại trường nó đi xuống không được, mà kinh tỳ thì sao? Đi lên nhanh, khí của nó nhiều hơn huyết cho nên nó làm phù. Mà ở đây cái kinh tỳ của nó dư cái gì? Khi nó đi, khí nó đi lên nhanh này, nó dư cái gì? Nó dư khí, nó thiếu huyết. Ở đây thiếu huyết đúng không? Yeah. Phải không ạ? Kinh tỳ nó lên nhanh, khí nhiều hơn huyết. Như vậy là ở đây, mặt ở đây là nó đi tốn này, thì nó làm sao? Khí nó lên nhanh. Phải không? Kinh tỳ lên nhanh. Đúng không? Kinh tỳ lên nhanh tức là khí của kinh tỳ nó lên nhanh, huyết của nó thiếu. Nó dư cái gì? Nó đi dư hỏa. Dư hỏa. Dư cái gì nữa? Dư kim. Nếu mà nó đi đại, anh này là dư thì anh này cũng dư nữa. Anh này dư là do cái kinh tỳ nó đi lên nhanh. Kinh tỳ nó dư cái gì? Kinh tỳ nó thiếu cái gì? Kinh tỳ nó thiếu mộc để nó xuống.
mà nó dư cái gì dư kim, bởi vì mặt trên này nó đi đại. Nhớ nha, lưu ý chỗ này nè. Phô là dư hỏa, đúng không? Hỏa đang tấn công, tôi nói hỏa tấn công quý vị hiểu, nhưng mà nó dư hỏa bắt đầu hơi kỳ. Bộ thổ mà nó đi theo cái quẻ tốn, tức là phù, phù ở đây hỏa đang tấn công, có nghĩa là gì? Nó thiếu thủy, thiếu thủy thành ra bị hỏa tấn công, có gì khác đâu, đổi danh từ đi mà. Nếu mà ở đây nó đi đại, tức là dư cái gì? Dư kim, kim đang tấn công thì thiếu cái gì? Thiếu mộc, thiếu mộc để nó bình kim. Nếu nó đi nhanh thì nó bị cái gì tấn công? Bị thử tấn công. Thử tấn công tức là dư cái gì? Dư thử, thiếu cái gì? Thiếu thổ. Thiếu thổ. Đây là nói mặt của bộ, thì tất cả những cái thể khác cũng tương tự. Ở đây chúng ta thấy kinh dương, tức là kinh đại trường, nó xuống nhầm. Kinh âm, nó lên chậm. Mặt đi trầm tức là bệnh thuộc âm, tây bệnh. Tây bệnh, nếu tây bệnh tức là cái gì nó tấn công, cái gì nó tấn công? Hỏa tấn công à? Hỏa tấn công hay là thủy tấn công? Thủy tấn công tức là dư cái gì? Dư thủy. Dư thủy phải không? Thiếu cái gì? Thiếu hỏa. Phải không à? Nếu mạch nó đi đại, trầm mà đại thì cái gì đang tấn công? Kim tấn công. Nó dư kim. Dư kim thì thiếu cái gì? Thiếu mộc. Bây giờ nó đi trầm mà đi tế thì nó dư cái gì? Dư thổ. Dư mộc. Trầm mà tế, trầm tức là dư thủy rồi, mà đi đi tế tức là dư cái gì? Dư mộc. Dư mộc là thiếu cái gì? Thiếu kim. Chúng ta xem kim với mộc, tế với đại, hai cái anh này nó đi thẳng vào dương và đi thẳng vào âm, nó tấn công. Chỉ có cái anh phù với cái anh trầm này là khác. Anh phù là nó chỉ ở biểu mà thôi, anh trầm nó chỉ ở tạng mà thôi. Hễ mặt đi trầm tức là thủy nó dư mà hỏa thiếu, đúng không? Mặt đi phù tức là hỏa nó dư, thủy nó thiếu. Nhưng cái anh tế và cái anh đại, hai cái này nó ghê lắm, nó đi cả dương và cả âm. Trầm nè, trầm mà trầm đại thì sao? Dư kim, dư thủy. Dư thủy là cái chắc là bởi vì đi trầm mà nó đi đại tức là dư kim. Trầm mà đi tế có không? Trầm đi đại có không? Có không à? Có. Trầm đi đại là gì? Là dư thủy và dư kim. Trầm mà đi tế là dư gì? Dư thủy và dư mộc. Chúng ta nói cho anh thử và anh thọ. Trầm, trầm tức là dư thủy ở bộ này nè, tùy một cái dư thủy nè. Bây giờ nó đi sát, dư thêm cái gì nữa? Dư thêm thở. Trầm sát có không? Có. Trầm mà đi trì có không? Có luôn. Trầm mà đi trì thì dư thổ, trầm mà đi sát là dư thủy và dư thử. Hiểu thêm nét này không? Hiểu chưa? Rồi bây giờ tôi mới nói thì mấy cái dạng kia quý vị suy ra quý vị sẽ thấy rõ. Rồi bây giờ tôi nói cái thổ toàn thân bình thường, cái này là thổ cục bộ, bây giờ nói thổ toàn thân. Chúng ta xem cái thổ toàn thân. Cái thổ toàn thân, mặt là thổ, nó chủ của nó là gì? Là đi trì. Nếu như tất cả các bộ mặt, tôi lấy hai cái thể mặt căn bản để chúng ta định. Mặt đi tốn và mặt đi
đi đoàn để quý vị lấy với cái phù với cái trạch dễ nhìn lắm. Bây giờ gặp đi phù ở tất cả sáu bộ mặt nó đi phù đi theo cái dạng tốn, chúng ta thấy cái gì? Đây là toàn thân phải không ạ? Toàn thân sáu cái này nó đều đi theo thể tốn, tức là mặt của toàn thân. Nếu mà bộ thổ của nó mà nó vượng, ở đây là nó đang vượng kể cả độ phù và kể cả độ trầm. Bởi vì nó vượng là bởi vì lực trung ánh nó khó là hữu lực, nó đang vượng. Nếu tất cả mà nó đi theo cái thể trì, mặt trì tức là mặt cực thổ, phải không ạ? Tất cả đều đi kể cả tốn và kể cả đoài thì tất cả nó đều đi theo cái dạng thổ dư toàn thân. Tại sao toàn thân? Là bởi vì tất cả các mặt nó đều đi như vậy, gọi là cái thổ của nó toàn thân. Tại sao vậy? Bởi vì nó đi trì, nó đi trì. Riêng cái bộ ở quẻ tốn này thì nó dư thổ ở đâu? Ở dương. Mà đi phục thuộc dương. Cái thổ của nó đang tấn công ở phần dương, hiểu không ạ? Mặt đi đoài tức là mặt đi trầm, mà đi trì thì cái thổ nó tấn công ở phần âm. Nếu thổ nó tấn công ở phần dương, chúng ta dùng kinh dương chữa. Nếu thổ nó tấn công ở phần âm, chúng ta dùng kinh âm chúng ta chữa. Đây là thổ toàn thân, hiểu chưa này không? Một cái nét nữa tức là ở cái thể cấn và thể chấn, phù hư trầm hư. Trầm hư nè, trầm nâng lên không có tức là nó hư, phù nhấn xuống không có là nó hư. Ở cái thể phù hư này mà ở toàn bộ mặt thì sao? Thì cái thổ của nó đang suy. Đây là thể thổ suy toàn thân, hiểu không? Hiểu chưa này chưa? Nó suy này, cái thổ nó giảm đi, giảm, giảm thấy rõ rồi. Ok. Thì chúng ta sử dụng bộ thổ. Mặt đi phù, chúng ta chọn dương, dương châm. Mặt đi trầm, chúng ta chọn âm châm. Nếu mà âm châm quý vị nắm không vững, mà mặt nó đi trầm, quý vị dùng dương châm được không? Được. Nếu quý vị vững được cái mặt âm châm thuộc tốc châm, mà quý vị quên đi cái phần thủ châm, quý vị dùng tốc châm thuộc âm chữa được không? Được. Trên điều trị chúng ta có học xong một cách là thủ châm, chúng ta sẽ tiếp tục học bộ tốc châm. Mà bữa nay chúng ta học về tốc châm thuộc thổ, phải không ạ? Rồi một cái nét nữa về toàn thân nha. Bây giờ chúng ta xem nè. Bây giờ ở cái đại thổ nè, đại thổ nó sẽ có hai thể, một thể vượng và một thể suy. Mặt ở đây nó đi càn, hoặc là mặt ở đây đi khôn. Cái càn nó là vượng, cái khôn nó là suy. Làm sao biết được, làm sao biết được cái thổ toàn thân của nó, chỉ riêng một cái bộ mặt này thôi nhé, mà mặt của nó đi càn, chỉ riêng cái bộ mặt thôi mà mặt của nó đi khôn, làm sao biết được cái thổ của nó vượng toàn thân mà cái thổ của nó suy toàn thân? À, không phải. Vừa rồi tôi giới thiệu cho quý vị là tất cả các bộ mặt. Đầu tiên tôi giới thiệu ở đây nó đi theo cái thể càn, cảm, ấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Riêng cái bộ này thôi nha. Thì tôi nói là thổ cục bộ, quý vị hiểu không? Hiểu. Thêm cái thổ toàn thân là tất cả các mặt nó đều đi cái dạng đó. Phù mà nó đi trì là toàn thân, hiểu không? Hiểu. Rồi bây giờ chỉ riêng cái bộ thổ này thôi mà làm thế nào quý vị biết cái thổ toàn thân của nó vượng? Nếu mặt của nó vẫn đi bình thường, không chậm,
không chậm nha, không nhanh nha, mà thổ của toàn thân của nó bắt đầu bị lung lay. Tôi đố quý vị suy ra được. Chỉ riêng bộ mặt này thôi nhé, nó đi theo cái thể càn, làm sao biết được cái thổ toàn thân của nó chuẩn bị suy hoặc là chuẩn bị vượng, làm sao biết? Quý vị so sánh cái bộ thử dùng cho tôi. Nếu thổ của nó mặn, tức là nó đi càn, thì thử của nó suy. Cái thử suy này là cái gì? Là cái anh này nó đang mặn nè, nó làm cho này mất nè. Mà cái thử này trên thực tế của nó, thổ và thử phải quân bình, không mặn và không yếu, như vậy nó mới gọi là bình mặn. Nhưng đằng này cái anh này nó đi càn, mà cái anh này nó đi khôn, thì như vậy thổ toàn thân của nó bắt đầu nó mặn, nó đang tấn công. Thì khi quý vị xem mặt, quý vị lưu ý hai cái hành khác cho tôi. Cái hành, cái bộ thổ mà nó quá mặn, mà cái bộ thử nó quá suy, là thổ toàn thân đang có vấn đề, điều chỉnh ngay. Hiểu không? Quý vị chọn bộ nào? Chọn bộ thổ hoặc là chọn bộ thử. Hiểu không? Cái thử toàn thân nó mất đi này, cái thổ toàn thân nó đang vượng này, cái mặt ngược lại, cái thổ toàn thân nó suy này, thì quý vị so sánh dùm xem cái thử toàn thân này nó có mặn hay không. Được chứ này không? Nếu như ở cái thổ mà nó đi càn, mà cái thử này nó cũng đi càn, thì cái thổ này chưa gọi là toàn thân được. Hiểu không? Cái thổ này nó chỉ là cục bộ mà thôi, bởi vì mặt hai bên nó bằng nhau. Mặt hai bên bằng nhau nè, là mặt bình thường nè. Mặt hai bên bằng nhau nè, là mặt bình thường nè. Một mặt hai bên cũng bằng nhau nè, cũng là dạng bình thường. Tức là thổ toàn thân cũng bình thường, không phải là, nó chỉ là thổ cục bộ mà thôi. Khó không? Khó. Khó là bởi vì nó mới. Khi quý vị lý luận nó quen rồi, tự nhiên thấy nó dễ đó. Ha? Có nhiều vị hỏi như thầy Thảo, tại sao thầy không dạy mặt đó đi bệnh gì, mặt đó về bệnh gì? Chi vậy? Đâu cần thiết đâu. Không cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì cái này không nhớ rồi thêm với cái kia. Có chắc như vậy không? Có chắc rằng thì là mặt ở đây nó đi càn, là bệnh đó. Phải không? Không. Không phải. Nó tùy theo các bộ mặt khác nữa, chứ không phải riêng về cái bộ mặt đó. Nếu tôi giảng về cái này nó đi càn, là bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, tôi kê ra 5 bệnh. Bây giờ mặt nó đi đoài, mặt bệnh của nó khác không? Khác. Bởi vì mặt của nó là bệnh thuộc âm, bệnh thuộc tỳ. Tôi kê ra 5 thứ. Rồi ở đây nó đi, nó đi chấn, tôi bắt quý vị học thuộc lòng. Rồi ở đây nó lại đi khác nữa, cái thử của nó đi khác nữa. Rồi tôi kê ra 5 thứ nữa, tôi bắt quý vị học thuộc lòng. Quý vị học thuộc được không? Không cần thiết. Cái đó chỉ là học ngọn mà thôi. Chúng ta không học ngọn theo lối đó, mà chúng ta học gốc, tức là cái cách chữa như thế nào. Biết được rằng cái thổ toàn thân của nó đang mạnh, cái thổ toàn thân của nó đang suy yếu. Mặt của nó là mặt mới phát, mặt của nó là mặt lâu rồi. Cách chữa như thế nào? Dùng âm chữa hay dùng dương chữa? Dùng dương chúng ta chọn thủ trầm, đã học xong. Bây giờ chúng ta học túc trầm. Đó không? Bây giờ bắt đầu đi vào huyệt túc trầm nha. Rồi chọn ra 4 người mẫu. Nào, bây giờ chúng ta nói về túc trầm. Ở đây chúng ta chọn tỳ kinh làm chủ. Các kinh kia thuộc dương là vậy. Gì nữa? Bàng quang và đẩm. Bên này chúng ta chọn can
Thận. Và thận. Tương tự như thủ trong, nó có tất cả là 6 thể căn bản. Thứ nhất là tỳ hữu lực, các bộ kia hữu lực, thể thứ nhất. Thể thứ hai là tỳ hữu lực, các bộ kia vô lực, là thể thứ hai. Tỳ hữu lực, các bộ kia vừa vô lực vừa hữu lực, là thể thứ ba. Thể thứ tư là tỳ vô lực, các bộ kia vô lực, là thể thứ tư. Tỳ vô lực, các bộ kia hữu lực, là thể thứ năm. Tỳ vô lực, các bộ kia vừa hữu lực vừa vô lực, là thể thứ sáu. Rồi, bây giờ chúng ta xem tại kinh tỳ làm chủ kinh. Tỳ làm chủ kinh thì chúng ta chọn cái gì nào? Tấn. Vinh. Kinh. Và hợp. Tấn huyệt của tỳ. Tấn huyệt của tỳ. Nó đi về bàng quang. Về bàng quang. Đúng chưa? Nếu tấn huyệt của tỳ là kinh tấn âm, tấn huyệt của tỳ là huyệt tấn của kinh âm, phải không? Kinh tỳ là kinh âm, sạc tấn huyệt thì chúng ta chọn huyệt hợp của kinh dương đối xứng, tức là tại kinh đởm. Hợp huyệt của kinh đởm là kinh dương lan tuyền. Huyệt hợp của kinh đởm là dương lan tuyền. Như vậy chúng ta sẽ có kinh đởm là dương lan tuyền. Tức là tấn của kinh tỳ đi với dương lan tuyền. Rồi chúng ta xem nè, tấn của kinh tỳ nó sẽ về bàng quang. Thì ở bàng quang này sử dụng huyệt hành gì? Hành thổ. Ở kinh bàng quang chúng ta xài huyệt hành thổ. Bàng quang xài hành thổ, thổ huyệt của bàng quang tên gì? Hợp huyệt đâu mà hợp huyệt. Hợp huyệt chúng ta chỉ chọn cái kinh đởm rồi, đâu có xài hợp huyệt, hợp huyệt lạc bệnh á. Chúng ta xài huyệt hành gì? Chúng ta xem nè. Tấn vinh vô nguyên kinh. Kinh huyệt của kinh bàng quang. Nếu quý vị quên, quý vị dùng ngón tay, quý vị sẽ tấn. Bàng quang nằm đây, tức là ngón tay nằm đây. Tấn vinh vô nguyên kinh. Kinh huyệt của bàng quang nha. Như vậy ở đây nó sẽ là kinh huyệt. Tên gì nè? Công lô. Công lô. Thêm vào đó là huyệt du huyệt. Du huyệt của bàng quang tên gì? Thúc cốt. Đúng chưa? Đúng rồi phải không? Rồi. Bây giờ kinh tỳ chúng ta châm vinh huyệt. Tấn vinh. Vinh huyệt nó sẽ về anh thật, phải không ạ? Thì ở kinh thật chúng ta chọn cái gì? Thận nè. Tấn vinh du kinh. Kinh huyệt kinh thận nhé. Tấn vinh du kinh. Kinh huyệt của thận hành gì? Hành thổ nha. Tên gì? Phục lô. Cộng thêm gì nữa? Cộng thêm du huyệt. Du huyệt của thần là gì? Thái phê. Đúng chưa? Rồi, bây giờ ở kinh tỳ chúng ta chọn tấn vinh rồi. Nhớ bỏ du nha, không có du huyệt của tỳ nha. Chúng ta tính là tấn vinh, du bỏ. Kinh huyệt. Kinh huyệt của tỳ tới mộc nha. Như vậy là tỳ kinh, kinh huyệt của tỳ là hành mộc đó. Thì như vậy ở tại kinh can, đúng không? Kinh can chúng ta châm huyệt hành gì? Hành thổ. Hành thổ.
chúng ta tấn là khởi từ tấn nè, tấn binh vinh nguyệt của can tức là hành thổ. Hành gì tên gì? Hành giả. Hành giả. Nhớ thêm gì nữa? Du nguyệt của can là gì? Thái sùng. Đúng chưa? Rồi chúng ta đến hợp huyệt của tỳ tấn vinh du kinh hợp. Hợp huyệt của tỳ là nó sẽ về hỏa. Như vậy hợp huyệt của tỳ hành hỏa đó thì ở kinh vị, đúng không? Kinh vị chúng ta sử dụng huyệt hành gì nè? Tĩnh của vị là huyệt gì? Lệ đoài. Và thêm một cái du huyệt của vị là hàm cốc. Chúng ta đếm thử có bao nhiêu huyệt nha. Kinh tỳ chúng ta có 1, 2, 3, 4. Kinh đợm có là 5, đúng không? 5 cái. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 huyệt, đúng. Không có dư. Ở thủ châm chúng ta cũng có 13 huyệt. Ở túc châm chúng ta cũng có 13 huyệt. Quý vị lưu ý rằng thì là huyệt ở túc châm rất khó nhận dạng nha. Ở thủ châm dễ lắm nha. Nhưng mà không phải vì khó mà chúng ta không có thực hành. Quý vị muốn giỏi thì ngày hôm nay trong tuần lễ này quý vị dán bộ túc châm ở thổ đi. Quý vị sẽ thuộc liền nha. Rồi bây giờ có ai thắc mắc gì về vấn đề này không? Không thắc mắc thì bây giờ chúng ta chọn 4 vị để làm mẫu. Nào, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu học về kinh tỳ túc châm nha, tỳ túc châm. Thì huyệt chúng ta đã học rồi, bây giờ tôi chỉ đi nhanh thôi, không chỉ vị trí huyệt cho quý vị nắm. Okay. Cái cách thứ nhất là chúng ta dồn hết tất cả 13 huyệt vô một chân. Đó là cách thứ nhất. Bây giờ chúng ta xem nè, lấy tỳ làm chỗ kinh tĩnh nha, vinh kinh và hợp đó. Rồi chúng ta xem, lấy kinh can chúng ta chọn thổ huyệt tức là huyệt vinh và huyệt du luôn đó. Rồi chúng ta đến kinh thận, thì chúng ta chọn huyệt du và huyệt hành thổ tức là huyệt phục lưu á đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần âm của nó rồi. Bây giờ qua phần dương. Phần dương thì chúng ta có kinh vị, chúng ta có tĩnh huyệt và du huyệt, rồi chúng ta có kinh bằng quang là côn lôn và tốt cốt, đồng thời chúng ta có huyệt dương lăng tuyền. Như vậy là chúng ta đã xong cái bộ 13 huyệt ở tại kinh tỳ. Cái điểm lưu ý tôi dặn quý vị là khi chúng ta chọn tỳ kinh làm chính kinh thì kinh đởm không có huyệt, ngoại trừ cái huyệt hợp. Huyệt hợp của nó vì nó là tĩnh của kinh âm tức là kinh tỳ đó, ẩn bạch đó, thì phải phối hợp với huyệt dương lăng tuyền mà thôi. Còn ngoài ra kinh đởm không có huyệt tĩnh vinh du nguyên kinh huyệt. Nhớ chưa? Khi quý vị dán 13 huyệt như vậy thì quý vị sẽ tập bấm. Quý vị tập dán 13 huyệt vô một chân đi nha, tập dán 13 huyệt vô một chân. Sau đó rồi quý vị tập bấm. Nó có một cái điểm đặc biệt là sau này đó, khi mà quý vị làm quen rồi đó, quý vị sẽ thấy quý vị sẽ gặp những người bệnh
cái chân sưng thật là sưng, sưng to lên. Một chân, tôi không nói hai chân, mà tôi nói một chân trước cái đã, sưng to lên, nó đỏ, nó nhức, tất cả các bệnh nó dồn vào một chân, chân nó yếu. À, thì quý vị xài áp dụng bộ thổ. Đương nhiên là chúng ta có rất nhiều bộ ha, mà giả sử như quý vị bị vấp, nó sưng cái bàn chân lên, đi đâu vấp, bất cứ ngón nào hoặc là cái bàn chân hoặc ngón chân nó sưng, quý vị bấm bộ thổ đi nha. Rồi khi quý vị bấm bộ thổ, đương nhiên là tôi đã giảng rồi, quý vị bấm chọn một kinh tĩnh vân kinh hợp, tĩnh của kinh âm có huyệt hợp của kinh kinh dương đó. Sau đó rồi quý vị bấm hành thổ và du, rồi hành thổ và du, rồi hành thổ và du, bấm cho đủ 13 huyệt là quý vị xong một vòng, thêm vòng thứ hai, thêm vòng thứ ba. Nhớ nha. Một cái cách nữa là giả sử như quý vị bị sưng ở cái chân bên kia, ở cái chân bên này quý vị sưng, à, quý vị đang dán huyệt ở cái chân bên bên trái mà bệnh nó đang hoàn hành ở cái chân bên phải, thì ở chân bên phải quý vị xoa dầu, quý vị xoa bóp. Tại vì khi mà quý vị dán huyệt á, dán huyệt nha, quý vị dán bên này thì kinh mạch nó bắt đầu nó vận hành, và quý vị xoa bóp cái chân bên kia, à, thì quý vị sẽ thấy cái tác dụng của nó ngộ. Mình nói thì là đau nam chữa bắc là như vậy nha, nhưng mà tất cả các kinh mạch nó đều thông nhau. Quý vị nắm cái này không? Nếu như quý vị mà dán như vậy đó nha, mà ở cái chân đau, ở chân đau mà quý vị xoa dầu, xoa bóp mà bị sưng đó, thì nó sợ bị tróc nó ra thôi, phải không ạ? Thế thì khi mà quý vị dán một chân bên này, dán huyệt đi, à, dán cái bộ thổ đi nha. Một bài nói gì đúng không? Về dán tuần lễ là thường là gì, chứ đừng nói qua tuần sau học bộ thử cái quên cả bộ thổ. Rồi đại khái nó như vậy đi. Thế thì cái nguyên tắc của nó, quý vị tập dán như một chân, thì cái chân bên kia nó là chân bệnh, thì chúng ta xoa dầu, chúng ta xoa bóp, chúng ta massage nơi cái ngón đau, nơi cái bàn chân đau, nơi cái cục bộ của cái bàn chân mình cái đau. Thêm vào một nét nữa là khi quý vị giả sử như quý vị đau cái tay, có vấn đề gì đó ở tay, quý vị dán bộ chân đi, rồi quý vị massage, quý vị xoa bóp, nó có tác dụng liền. Tác dụng ngộ lắm, quý vị mới thấy được cái dụng của nó. Đừng có nói như thế là tôi học thủ châm là tôi không thể xài được chân, không có. Dùng chân để chữa cho tay, tay nó bị vấn đề gì đó, bị bong gân, bị làm cái gì đó nha. Thì quý vị dán huyệt gì dưới chân, quý vị xoa bóp ở tay thì nó có tác dụng tương tự và rất là nhanh. Hoặc là bấm huyệt. À, dán huyệt thì nó hơi khó, cái là lúc nào mình cũng có salon bath trong người, mà bấm huyệt thì không cần gì hết. Thật ra quý vị tập bấm cho nó quen, không cần phải mang salon bath dao kéo trong người, nhiều khi kéo nó dọn nó đâm mình chỉ hơn không chừng. Rồi bây giờ tiếp theo, vị tiếp theo nè, người mẫu đó chuẩn bị dùng cho tôi rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta xem, bây giờ rồi bây giờ chúng ta xem. Bây giờ cái phương pháp này, bây giờ chỉ gác cái chân nữa lên đi. Bây giờ cái phương pháp này là phương pháp thứ gì? Là cái phương pháp mà sử dụng một bên thuộc âm, một bên thuộc dương nha. Quý vị xem, một bên thuộc âm thì giờ tôi chọn cái kinh tỳ. Chúng ta có tĩnh, vân, kinh và hợp. Đó, có nhiều người chăm sóc cho chị hạnh phúc nhờ. Rồi chúng ta tiếp theo, chúng ta có kinh thận, gồm có du huyệt và kinh huyệt. Rồi cái kinh tiếp theo chúng ta có vinh huyệt của can và du huyệt của can. Thì khi quý vị dán như vậy, quý vị tự học luôn, phải không ạ? Ẩn bạch, đại đô, thương khưu, âm lăng tuyền, rồi hành giản, thái xung, rồi thái khê và phục lưu. Ở đây là chúng ta xong cái phần túc
âm. Bây giờ chúng ta qua cái bộ thổ mà thuộc dương, thuộc tốt nha. Thì chúng ta có tỉnh là lệ đoài, chúng ta có du là hàm cốc của kinh vị. Rồi, quý vị, tại kinh bằng quang, quý vị có du huyệt là thúc cốt và kinh huyệt là côn lôn. Thì quý vị đừng có quên là tỉnh vừa rồi chúng ta chọn là tỉnh kinh âm thì nó sẽ là hợp huyệt của kinh dương, tức là của kinh đợm, dương lan tuyệt. Thì như vậy khi quý vị dán xong, quý vị sẽ đếm lại 13 huyệt là đầy đủ. Thì khi mà quý vị bấm huyệt thì quý vị có thể là bấm dương hoặc là âm, cái nào trước cũng được. Nhưng mà nên lưu ý là tỉnh đi với hợp, tỉnh kinh âm đi với hợp kinh dương. Luôn luôn lưu ý như vậy, nó không bao giờ sót nha. Rồi quý vị cứ tiếp tục bấm bao nhiêu vòng cũng được. Thì dán như thế này nó có tác dụng thêm nữa là đau cả hai chân, đau hai chân, tê hai chân, mỏi hai chân, nhức hai chân nha. Không cần biết là bên này tê nhiều là tôi dán nhiều huyệt, không phải như vậy. Cái lối chữa của chúng ta là âm dương nó quân bình, đúng không ạ? Rồi đau ở tay thì ở tay chúng ta xoa bóp, mà ở chân chúng ta dán, đúng không? Dùng chân chữa cho tay, hiểu chỗ này không? Rồi bây giờ nhờ người mẫu thứ ba. Mừng quá. Đau chân, đau chân đau tay cũng được hả? Dạ, cái này xài bộ thổ. Rồi bây giờ cái cách thứ ba là chúng ta sử dụng ở tại kinh tỳ, chúng ta chọn hai huyệt khác nhau nha. Tức là ở hai chân chúng ta đều chọn kinh tỳ hết, nhưng mà kinh bên này chúng ta chọn hai huyệt hành của nó khác. Ví dụ như tỉnh nè, tỉnh cái này thuộc hành gì? Kim. Kim phải không? Thì có hành mộc, kim, thủy, thử, mộc, tức là hai huyệt hành khắc kim mộc, đúng chưa? Rồi chúng ta chọn hai cái kinh liên hệ với kim mộc nè nha, ở một chân bên này. Thì như vậy mộc của nó là kinh can, đúng không? Kinh can. Thì chúng ta có vinh huyệt và du huyệt. Đó, lưu ý khi tĩnh của kinh âm thì có huyệt hợp của kinh dương, tức là dương lan tuyền ở tại chân luôn. Rồi vừa rồi chúng ta đã chọn cái mộc, bây giờ cái kim tức là kinh bằng quang. Kinh bằng quang thì nó có du huyệt và kinh huyệt, tức là côn lôn và thúc cốt đó. Như vậy chân bên này chúng ta với phương pháp thứ ba là chúng ta xong nha. Thì bên này chúng ta thấy thì là có tĩnh và có kinh, tức là kim và mộc. Thì bên này chúng ta có thủy và hỏa, tức là vinh huyệt và hợp huyệt. Thủy hỏa thì chúng ta sẽ chọn kinh thủy và kinh hỏa, nó liên lạc với lại hai cái huyệt này. Thì ở kinh thủy tức là kinh bằng quang, chúng ta có du huyệt và thổ huyệt, kinh thận, thổ huyệt và du huyệt. Rồi chúng ta có thủy hỏa rồi thì như vậy chúng ta sẽ chọn kinh vị, đúng không? Vậy tức là tĩnh và du. Thì khi quý vị dán xong rồi, như vậy là xong. Quý vị dán xong rồi thì quý vị đếm lại là đủ 13 huyệt là đúng. Chúng ta xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chân bên này có 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Như vậy là hai chân đầy đủ lại 13 huyệt. Cảm ơn chị nha. Dạ. Cảm ơn chị. Cái nào đau chân cái chân? Đau hai chân. Dạ vâng. Dạ. Rồi bây giờ mời chị. Rồi bây giờ chúng ta xem bộ vừa rồi là chúng ta xài thủy hỏa và kim mộc. Bây giờ hai cái hành liền nhau, hai cái hành liền nhau thì chúng ta có tĩnh vinh, tức là kim thủy, đúng chưa? Rồi bây giờ kim thủy thì ở bên này chúng ta cũng dùng kim thủy, tức là kinh thận thuộc thủy và kinh bằng quang thuộc kim, được chưa? Bây giờ kinh thận chúng ta có du huyệt và kinh huyệt,
chị đầu chân là hai chân. Dạ hai chân, dạ. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái kinh bàng quang, chúng ta có du huyệt và kinh huyệt, tức là côn lôn và khớp cốt. Rồi, bây giờ chân bên kia, chúng ta lưu ý tấn huyệt của kinh âm, nên nhớ là chúng ta sử dụng huyệt Dương Lăng Tuyệt. À, cái huyệt Dương Lăng Tuyệt chúng ta dán bên này cũng được, mà dán bên kia cũng được, không có sao hết. Nha, mới là không có thiếu huyệt là thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo là vừa rồi hai cái hành liền nhau, tức là kim và thủy. Bây giờ chúng ta có mộc và hỏa, thì chúng ta sẽ có huyệt kinh và huyệt hợp. Ok, mộc hỏa thì như vậy chúng ta có kinh, sẽ dùng tiếp theo là kinh can thuộc mộc. Chúng ta có vinh huyệt và du huyệt. Đó, rồi bây giờ ở tại kinh hỏa, tức là kinh vị thì chúng ta có huyệt tẩn hành thổ và huyệt du hàm cốc, hai huyệt. Thì đây là bốn phương pháp dán huyệt mà cũng chỉ ở túc châm hành thổ, phải không ạ? À, thứ nhất là chúng ta dồn hết vào một chân, thứ hai là chúng ta dùng một bên dương một bên âm, thứ ba là chúng ta dùng cái hành khác nhau, kim mộc thủy hỏa vân vân, và thứ tư chúng ta dùng hai cái hành liền nhau nha. Rồi bốn cái căn bản này thì quý vị nên tập dán cho nó quen nha, tập dán cho nó quen. Tôi đề nghị là chúng ta dán rất nhiều cách. À, trong ngày chúng ta rảnh thì chúng ta dán, học bộ nào dán bộ đó, thì chúng ta sẽ nhập tâm và chúng ta đi tiếp thì chúng ta sẽ không có còn ú ớ nữa nha. Thì bây giờ về bấm huyệt thì chúng ta cũng theo cái huyệt mà chúng ta vừa mới dán, chúng ta bấm nhiều lần một vòng chân bên này, xong rồi qua chân bên kia. À, rồi bây giờ chúng ta có thể nghỉ ở đây và tuần sau chúng ta học tiếp bộ khác. Cảm ơn quý vị nha. Cảm ơn.